Với sự mong muốn một năm mới đầy tiềm năng, việc đưa ra những quyết tâm và nhiệt huyết cho năm tới là một ý tưởng tuyệt vời. Mọi người luôn luôn muốn làm tốt hơn nữa, nhưng việc thất bại là không tránh khỏi, dù đã có những kế hoạch cho riêng mình. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Fort Heo Oan Bôn, quyết tâm của năm mới trung bình chỉ kéo dài 3.74 tháng, với chỉ 6% có thể kiên trì thực hiện sau 12 tháng. Nhiều nhiệm vụ hơn đòi hỏi nhiều năng lượng hơn so với những hoạt động bận rộn vốn đã sẵn có trong cuộc sống hàng ngày. nhưng nếu việc không đạt được mục tiêu trong năm mới không phải do lười biếng, thiếu kỷ luật hay do tính cách không kiên trì mà chỉ là do bạn đã không chọn đúng thời điểm. trí tuệ cổ xưa cho cuộc sống hiện đại. văn hóa truyền thống Trung Hoa, xã hội từ ngàn xưa đã xoay quanh việc hòa hợp với thần, một phần qua việc quan sát sự biểu hiện của thần trong tự nhiên. ông Jonah Thang Liu một bác sĩ trung y đã nói với báo The Epoch Times rằng con người nên hoạt động nhẹ nhàng và giảm thiểu các hoạt động nặng nhọc càng nhiều càng tốt. Người xưa quan sát thấy vào mùa đông, năng lượng của trái đất thu vào bên trong để củng cố và bảo toàn cho mùa xuân. Khái niệm đó nói lên rằng chúng ta cũng nên làm như vậy, sống chậm lại trong những tháng mùa đông, đi ngủ sớm hơn, thức dậy muộn hơn và tiết kiệm năng lượng. Mùa đông giống như một sự kết thúc tự nhiên của vòng đời theo mùa là thời gian để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cũng như suy ngẫm về bản thân và một năm đã qua. Đó cũng là một phần lý do tại sao chúng ta mất dần sự quyết tâm khi thực hiện các hoạt động như tập thể dục thường xuyên và bắt đầu các dự án mới vào giữa mùa đông. Đơn giản là vì sau vài tháng vào mùa xuân, đó sẽ là thời điểm phù hợp hơn để bắt đầu những loại hoạt động này khi toàn bộ bán cầu đang thức dậy. Các giải pháp tránh áp lực cho năm 2024 một khái niệm cổ của người Trung Hoa, thể hiện cho ý tưởng làm ít hơn, là vô vi. Vô vi được hiểu theo nhiều cách, bao gồm không hành động, không làm gì cả, và không gắn sức ép buộc. Erlen Watts, một triết gia người Anh, và tự xưng là nghệ sĩ giải trí tâm linh, mô tả vô vi là nguyên tắc không ép buộc trong bất cứ việc gì bạn làm. Thay vì không làm gì, vô vi thuận theo tự nhiên hơn, không gắn sức ép buộc mà chỉ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Như ông Erlen Watts đã phát biểu một cách đầy hùng hồn, vô vi là nghệ thuật chèo thuyền chứ không phải nghệ thuật đua thuyền. Về dopamine, bộ não sẽ tiết ra một lượng lớn dopamine khi con người cảm thấy thích thú với một hoạt động nào đó. Nhưng cũng có nhiều hoạt động tạo ra dopamine có ảnh hưởng không tốt, như nợ nần hoặc nghiện ngập. Ví dụ, nghiện ăn thực phẩm béo chứa đường có thể gây ra béo phì, tiểu đường và bệnh gan. Tiến sĩ Anna Lembe giáo sư tâm thần học tại Stanford University, nói với tờ báo The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn rằng, để cân bằng lại hệ thống khen thưởng, dopamine, chúng ta cần kiềm chế các hành vi làm tăng vọt dopamine trong 4 tuần. Đột ngột từ bỏ một thói quen nào đó có thể sẽ gây ra một chút khó khăn, nhưng nếu bạn thường xuyên nhận ra nguồn cơn của sự thôi thúc và có thể kiềm chế bản thân trong vài phút, điều ấy cũng đủ để phá vỡ lực hấp dẫn của dopamine. Trì hoãn việc mua sắm bốc đồng các nhà bán lẻ là chuyên gia trong việc lôi kéo chúng ta mua hàng và với sự ra đời của mua sắm trực tuyến, việc mua hàng bây giờ chỉ là một cú nhấp chuột. Chúng ta không còn bị giới hạn bởi địa lý, thời gian và thậm chí là cả sự lựa chọn. Nếu muốn sở hữu bất cứ thứ gì, ngay cả vào lúc nửa đêm, chúng ta chỉ cần nhấp chuột là đã có thể nhận hàng vào buổi sáng hôm sau. Theo lời khuyên của các chuyên gia, rằng cách tốt nhất để giải quyết thói quen chi tiêu quá mức và mua sắm theo cảm tính hoặc bốc đồng là không làm gì cả. Đơn giản chỉ cần trì hoãn việc mua hàng, hãy đợi một hoặc hai ngày và xem liệu bạn có còn muốn điều đó nhiều như trước không. Một khi đốt dopamine biến mất và tâm trí bình tĩnh hơn, bạn sẽ thấy việc tránh mua sắm không cần thiết dễ dàng hơn nhiều. Ngừng lướt mạng xã hội. Nhiều người vẫn nghĩ mạng xã hội sẽ giúp chúng ta cải thiện cuộc sống hay kết nối thế giới lại với nhau. Tuy nhiên, điều đáng buồn rằng Mạng xã hội lại khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy lo lắng, chán nản và cô đơn hơn. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy, dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội có liên quan đến mức độ cô đơn cao hơn, đặc biệt đối với những người dùng mạng xã hội như một phương tiện để duy trì các mối quan hệ. Vậy tại sao chúng ta vẫn mãi miết lướt mạng xã hội? Đó là hình thức thẩm định xã hội kỳ lạ rằng có một số niềm tin và giá trị chỉ có thể được đồng thuận nhờ trải nghiệm xã hội chung của nhóm. Nó mang lại cảm giác tích cực được kích hoạt bởi dopamine. Các công ty truyền thông xã hội khai thác điều này. Cựu chủ tịch Facebook sin Parker cho biết trong một bài phát biểu năm 2017 rằng thỉnh thoảng chúng tôi cần cung cấp cho bạn một chút dopamine bởi vì ai đó đã thích hoặc nhận xét về một bức ảnh hoặc một bài đăng. Và những cơn tăng dopamine nhỏ này có thể gây nghiện. Một bài báo của các nhà nghiên cứu tại Harvard University đã cho rằng các nền tảng như Facebook, Snapchat, và Instagram tận dụng mạch thần kinh rất giống với việc sử dụng máy đánh bạc và cocaine để giữ chúng ta sử dụng sản phẩm nhiều nhất có thể lạm dụng mạng xã hội có thể làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần bằng cách làm tăng cảm giác trầm cảm lo lắng và cô lập đồng thời làm suy giảm việc tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài vì vậy lần tới khi bạn muốn xem bạn bè mình đang làm gì hoặc ai thích nhận xét mới nhất của bạn thì hãy cố gắng dừng lại bạn chỉ cần tự nhủ hãy đợi một phút, sau đó, từ một phút lên thành 10 phút, đây có thể là một cách thức hữu hiệu để giúp bạn rời xa mạng xã hội, vì vậy để bắt đầu. Hãy chọn những thời điểm cụ thể trong ngày để chủ động kiểm tra mạng xã hội, nhằm phá bỏ thói quen bắt buộc phải kiểm tra chúng liên tục. Thay vào đó, hãy thử gọi điện cho bạn bè và mời họ đi ăn trưa, đi dạo bên ngoài. Hoặc bạn cũng có thể ngâm mình trong bồn nước nóng, với tách trà yêu thích và một cuốn sách hay sức khỏe tinh thần của bạn sẽ tốt hơn nhiều và các nền tảng này là nguồn gốc chính gây ra so sánh xã hội như tất cả chúng ta đều biết cuộc sống mà chúng ta nhìn thấy trên mạng xã hội hay chiếc xe hơi mà người hàng xóm mới mua không phản ánh thực tế về cuộc sống của họ vậy mà điều đó lại khiến chúng ta so sánh bản thân với người khác và không may so sánh thường dẫn đến khổ não so sánh xã hội có thể làm mất đi ý thức về giá trị bản thân theo một nghiên cứu về người dùng facebook được công bố trên tập san những tiến bộ trong báo chí và truyền thông cho biết rằng khi người dùng facebook so sánh bản thân với người khác họ tự mình hạ thấp lòng tự tôn và hạ thấp sự hài lòng trong cuộc sống thay vào đó hãy tập trung vào bản thân và tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn viết ra và dành thời gian suy nghĩ về những điều tốt đẹp đó mỗi ngày hành động tuy nhỏ nhưng có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong nhìn nhận của bạn giúp bạn đánh giá cao những điều tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày đồng thời thu hút thêm nhiều điều tốt hơn nữa buông bỏ những phàn nàn một khi ngừng so sánh bản thân bạn cũng có thể thấy mình ít phàn nàn hơn mọi người gắn kết với nhau nhờ những lời nói yêu thương quan điểm tiêu cực của chúng ta cũng được truyền tải bởi tin tức chương trình truyền hình phim ảnh và mạng xã hội thời nay con người ta phàn nàn về mọi thứ điều đó có thể hiểu được trong tình trạng hỗn loạn của thế giới này mặc dù việc phàn nàn khiến chúng ta rơi vào vòng xoáy tiêu cực khó thoát ra vấn đề là phàn nàn khiến chúng ta chú tâm vào phương diện tiêu cực trạng thái tiêu cực như thế có thể khiến bạn khó nhìn ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống những điều mà có thể bạn cho là lẽ tất nhiên nếu bạn thấy mình đang phàn nàn dù là lời đã nói ra hay chỉ là ý nghĩ trong đầu bạn chỉ cần dừng quá trình đó lại nếu đã thành một lối mòn có thể bạn sẽ phải tập luyện một chút. Chỉ cần thấy bóng dáng của phàn nàn, bạn hãy để suy nghĩ đó rời đi. Từ bỏ ăn kiêng và thực hiện ăn uống chú tâm. Ăn kiêng thường là một quyết tâm phổ biến trong năm mới. Là một quốc gia ngày càng béo phì, chúng ta dễ bị ám ảnh bởi việc ăn kiêng và giảm cân. Kết quả là chúng ta có một mối quan tâm phức tạp với thực phẩm. Một cách để thay đổi quan điểm rằng hãy nghĩ về thực phẩm là thứ vốn được tạo ra để cung cấp cho con người chất dinh dưỡng và trị liệu thức ăn nuôi dưỡng chữa lành và giữ cho chúng ta khỏe mạnh để có thể tránh được bệnh tật hãy thực hành ăn uống chú tâm thay vì ăn kiêng kham khổ hãy quan sát những gì bạn ăn tập trung vào cảm giác của bạn trong khi ăn cũng như sau khi ăn lưu ý xem các loại thực phẩm khác nhau cung cấp năng lượng cho bạn như thế nào hay khiến bạn cảm thấy nặng nề mệt mỏi hoặc khó chịu ra sao hãy chú ý đến cảm giác của bản thân khi bạn ăn uống thứ gì đó không lành mạnh và những cảm giác ấy thường liên quan đến việc ăn quá nhiều hoặc ăn vặt các loại thực phẩm ít dinh dưỡng có hàm lượng calori cao như khoai tây chiên và đồ ăn nhẹ chứa đường ăn uống vô thức ăn vì buồn chán hoặc để đạt được cảm giác dễ chịu nhờ dopamin đều là những yếu tố chính dẫn đến việc ăn quá nhiều hoặc ăn những thực phẩm khiến chúng ta cảm thấy khó chịu khi bạn tập trung vào mùi vị và kết cấu của món ăn cũng như cảm giác với món ăn, bạn có xu hướng ăn từ tốn hơn và cảm thấy hài lòng hơn với bữa ăn của mình. Điều này có thể dẫn đến việc ăn ít hơn và ăn thực phẩm có chất lượng tốt hơn. Bằng cách ăn uống chú tâm, bạn cũng có thể nhai thức ăn lâu hơn, điều này giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa cũng như giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng từ thức ăn hơn. Không làm gì 15 phút mỗi ngày không làm gì là một viễn cảnh đầy hấp dẫn đối với hầu hết mọi người, vì chúng ta thường có quá nhiều việc phải làm và dường như thời gian không bao giờ đủ dùng. Tuy nhiên, vì chúng ta đã quen với cuộc sống náo nhiệt và bận rộn, nên việc không làm gì có thể là một khó khăn và hầu hết chúng ta đều không làm được. Hãy nhớ về vô vi, trong một thế giới mà tâm trí của chúng ta bị kéo theo mọi hướng trong mọi khoảnh khắc, chúng ta hiếm khi có được trạng thái thuận theo tự nhiên. Hãy dành 15 phút mỗi ngày tĩnh lặng đứng hoặc ngồi và không làm gì đó có thể là một phương pháp thực hành rất hữu ích cho cơ thể tâm trí và tinh thần của chúng ta mới đầu trạng thái không làm gì cả có thể khiến bạn cảm thấy hơi khó chịu tuy nhiên bằng cách luyện tập bạn sẽ bình tâm lại và bắt đầu tận hưởng sự bình yên và tĩnh lặng mà có thể đã lâu bạn chưa trải qua hoặc có lẽ bạn chưa bao giờ trải qua tâm trí của bạn có thể tận hưởng sự tự do vừa được phóng thích khỏi các nhiệm vụ và các hoạt động quay cuồng bạn cứ thử thực hành xem sao nhé tập trung vào hơi thở chúng ta thường quên lợi ích của việc hít thở sâu điều mà chúng ta có thể được khuyên nên làm khi còn là trẻ thơ mỗi lúc phấn khích nhiều nền văn hóa từ các thiền sinh ở ấn độ đến các võ sĩ ở trung hoa và nhật bản đã sử dụng sức mạnh của hơi thở trong nhiều thiên niên kỷ để chữa lành bệnh tật duy trì sức khỏe và áp dụng vào các môn thực hành tâm linh có rất nhiều kỹ thuật thở có thể giúp chúng ta bình tĩnh, cải thiện sự lo lắng, giảm căng thẳng, chữa lành bệnh tật và giúp chúng ta suy nghĩ thông suốt hơn. Nếu bạn cảm thấy choáng ngợp, căng thẳng hoặc thất vọng, hãy tạm dừng và hít một hơi hoặc hai hơi thật sâu, bạn sẽ thấy cảm giác của mình thay đổi như thế nào. Oxygen là chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho cơ thể bạn và do căng thẳng cũng như hít thở không đúng cách, nhiều người trong chúng ta không được cung cấp đủ oxygen. Thở bằng mũi đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sức mạnh của hơi thở và một số kỹ thuật hữu ích bạn có thể xem lại video trước thở tốt sống khỏe hãy ngừng chối bỏ thực tế chúng ta là một nền văn hóa đề cao tham vọng không ngừng tiến về phía trước tuy nhiên tuân theo triết lý này có nghĩa là khi không ngừng theo đuổi thứ bạn không có bạn sẽ luôn muốn tất cả mọi thứ và bạn sẽ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại ở một mức độ nhất định tâm lý theo đuổi này sẽ khiến bạn chối bỏ thực tế bạn không chấp nhận cuộc sống mà bạn có đó có thể là một phản ứng lành mạnh trước những hoàn cảnh không lành mạnh nhưng đó cũng thường là nguồn gốc của những đau khổ không cần thiết sự chấp nhận dẫn đến sự hài lòng một trong những trạng thái êm dịu và bình tĩnh nhất mà chúng ta có thể tận hưởng như lão tử một nhà hiền triết trung hoa và là tác giả của tác phẩm đạo đức kinh nổi tiếng đã nói hài lòng với những gì đang có vui mừng với cách mọi thứ đang diễn ra khi ta nhận ra ta chẳng thiếu thứ gì thì cả thế giới đều thuộc về ta khởi đầu một năm mới không nhất thiết phải đồng nghĩa với những quyết tâm đầy căng thẳng cho cuộc sống vốn đã căng thẳng của chúng ta thay vào đó bạn hãy cho phép bản thân làm ít hơn cách tiếp cận này sẽ giúp bạn đơn giản hóa cuộc sống của mình và hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng nhiều hơn lần tới khi bạn cảm thấy buộc phải thực hiện một dự án mới hoặc đồng ý với một cam kết khác hãy dừng lại hít một hơi thật sâu và chợp mắt một lúc bạn đã có những kế hoạch gì cho năm nay hãy chia sẻ cho kênh và mọi người cùng biết nhé xin cảm ơn và xin chào các bạn hẹn gặp các bạn vào những video kỳ sau